Lời nói đầu tiên, anh Huyền thay mặt cho dịch vụ mai táng Huyền Trường Thọ xin kính chào quý bà con và cô bác anh chị. Lời chúc sức khỏe và lời chia buồn thành kính Phan Ngưu. Kính thưa quý bà con và cô bác anh chị, kính thưa toàn thể quý vị tham dự buổi đưa linh hôm nay, và để tri ân công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, và để báo ân ơn cha quá núi đôi ngàn trượng, nghĩa nặng hơn sông mấy vạn lần, hiếu đạo chưa đền ơn thúc dục, khuất còn thêm tuổi phận làm con. Kính thưa toàn thể quý vị, và để chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình nhằm xoa dịu vết thương lòng tan cho dịch vụ mai táng, xin thông qua chương trình hành lễ đưa linh hôm nay. Phần thứ nhất là thay mặt cho dịch vụ mai táng phát biểu lời cảm tưởng thành kính Phan Ngưu. Tiếp theo là thay mặt cho gia đình tang quyến có đôi lời cảm tạ cùng toàn thể quý vị. Kế tiếp, pháp sư Võ Tiến trình tổ hát đưa linh nhân quan, khán quan, bài quan và di quan. Và để trở lại chương trình, kính thưa quý bà con và cô bác anh chị, được sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương và được sự chấp thuận của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, trước giờ làm lễ tổng quan, tôi thay mặt cho đội mai táng Ách Chí Thành trực thuộc chi hội Chữ Thập Đỏ xã Tân Thành, xin có đôi lời thành kính Phan Ngưu và chia buồn cùng tang quyến. Kính thưa đại diện chính quyền địa phương, quý vị quan khách, quý ông bà cô bác gần xa đến tiễn đưa linh cữu hôm nay. Hôm nay là ngày quá giảng của ông Nguyễn Văn Ba. Đội mai táng chúng tôi rất xúc động khi nghe tin ông đã từ trần, nên đội mai táng chúng tôi đến đây để làm nhiệm vụ tinh thần của Hội Chữ Thập Đỏ về việc bảo toàn và an táng. Đứng trước linh vị của người quá giảng, đội mai táng chúng tôi làm lễ kính bái trước vong linh và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố sớm được siêu độ giảng sanh về miền cực lạc bên kia thế giới. Kính thưa quý vị, đời người ai cũng biết, có sanh, có lão, có bệnh và có tử. Vậy hôm nay cũng là ngày ly biệt của ông đã giả từ cõi đời ra đi vĩnh viễn và đã quy thiên vào lúc 13:30 ngày 31 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 6 năm Canh Tý, hưởng thọ 84 tuổi. Với sự đau thương mất mát này, các con đã mất đi một cha già kính yêu, các cháu đã mất đi một người ông kính mến, thông gia và toàn thể quý vị hàng xóm đã mất đi một người có đức độ nhân từ hữu thiện nhân ái, có tinh thần góp phần vào công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Và kể từ đây, ông đã vắng bóng và đã giả từ ra đi vĩnh viễn, được đi trên chiếc đò tạo hóa đưa rước khách ly trần trực giảng Hà Phan về quê cảnh theo ông theo bạn. Nhưng sự quý mến chân thành của ông vẫn còn lưu lại cho tất cả bà con thất thuộc với bao tình cảm vô cùng thương tiếc. Kính thưa quý vị, lời cảm tưởng thành kính Phan Ngưu của dịch vụ mai táng chúng tôi xin chấm dứt. Xin trân trọng kính chào quý vị có mặt hôm nay. Kính thưa quý bà con và cô bác anh chị,
Vừa rồi là thay mặt cho dịch vụ mai táng phát biểu lời cảm tưởng thành kính Phan Ngưu. Tiếp theo chương trình là thay mặt cho gia đình Tăng Quyến có đôi lời cảm tạ cùng toàn thể quý vị. Kính thưa quý bà con và cô bác anh chị, vì quá xúc động cảnh tử biệt sanh ly, không thể thốt nên lời cảm ơn quý bà con và cô bác anh chị. Tôi thay mặt cho gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn quý bà con và cô bác anh chị không ngại đường xa xa xôi, những chút thời gian quý báu đến đây chia buồn và tiễn đưa linh cữu hôm nay. Trong lúc tan gia bối rối, có điều chi sơ sót mong quý vị niềm tình bỏ qua. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ giờ này kính thức làm lễ động quan, kính mời quý vị cùng pháp sư võ tướng hướng về bàn Phật trình tổ hát đưa linh. Kính mời ban nghi lễ trổ cho ba hồi trống lệnh. Dạ dạ, chi không thừa hạ lệnh, tôi thọ chức nhân quan, phiền bùng nhị tương mở cửa khai thành cho bổ di quá cho bên ngoài kiếm bên trong tháng qua cho tôi trợ giả.